Những ngày vừa qua, Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần đã liên tục tiếp nhận và điều trị 3 ca ngộ độc cá trình biển. Các bệnh nhân đều ăn cá trình với số lượng lớn, ăn cả trứng, lòng hoặc đầu cá có kèm bia rượu. Sau khi ăn, bệnh nhân xuất hiện 3 triệu chứng chủ yếu là rối loạn tiêu hóa, nhịp tim và huyết áp đều tụt, tê môi miệng và đầu các ngón tay, ngón chân. Bệnh nhân Phan Ngọc Dũng, sinh năm 1969, trú tại phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, đã hồi phục sau 5 ngày điều trị tích cực tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Quân y 87. Nhập viện sau khi ăn cá trình, bệnh nhân có triệu chứng đau toàn bộ ổ bụng, đi ngoài, nôn, tim đập chậm còn 38 đến 40 lần một phút, huyết áp 75 trên 40, tứ chi yếu, xây sẩm mặt mày. Bệnh viện Quân y 87 chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc siatoxin tồn dư trong cá biển. Hiện tình trạng ngộ độc này chưa có thuốc giải đặc hiệu, chủ yếu chữa triệu chứng nhưng nhất thiết cần chữa và theo dõi tại bệnh viện. Sức khỏe nói chung là ổn định rồi, bớt xây sẩm mặt mày rồi. Qua đây tôi rất cảm ơn nhiệt tình các y bác sĩ điều dưỡng của cái khoa hồi sức cấp cứu này đã tận tình không kể ngày đêm chăm sóc cho tôi được khỏe mạnh lại bình thường. Tất cả những người tiêu dùng hãy cảnh giác trong vấn đề mà ăn các cái hải sản biển, đặc biệt là những cái loại mà có nguy cơ là nó sinh sống ở những cái vùng đá ngầm và san hô. Cái thứ hai là khuyến cáo là cái số lượng mà một khẩu phần trong quá trình chúng ta ăn ấy, thì đầu tiên là tốt nhất là đầu và phủ tạng động vật, phủ tạng của cá và trứng là không nên dùng, vì cái nguy cơ độc nó sẽ cao gấp nhiều lần so với trong thịt. Cái thứ hai nữa là khẩu phần ăn, mỗi lần ăn chúng ta nên ăn khoảng 50 gram chứ không được quá nhiều. Và cái thứ ba là trong quá trình ăn thì dùng kèm bia rượu và cà phê hoặc là những cái hạt hoặc là các cái dầu hạt như là dầu đậu hoặc là dầu ô liu thì nó sẽ tăng độc tính. Không chỉ với cá trình, những loại cá sống ở tầng đáy ngầm và san hô như cá hồng tầm, cá mú, cá bông lau, cá thu, cá ngừ, cá trích, vốn ăn sinh vật phù du, cá nhỏ hoặc vi tảo có chứa độc chất cũng đều có nguy cơ bị nhiễm độc tích tụ. Do vậy, khi ăn hải sản, người tiêu dùng cần tầm soát về nguồn gốc, không nên ăn cá quá to, có khả năng tồn dư nhiều chất độc. Khi có triệu chứng ngộ độc, phải đến ngay bệnh viện gần nhất.